Rồi hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em. Rồi em có ba cái lưỡi cắt 380 nè, bán thanh lý cho anh em ha. Ba lưỡi là 750 nha anh em. 250 ngàn một lưỡi ha. Chuyển khoản đủ bao ship luôn anh em. Đó, 200 ngàn lưỡi ha anh em. Đó, lưỡi hợp kim nè. Anh em mua thì liên hệ em. Đây có cái lưỡi nó có khí khía nè. Đó. Ba được ba lưỡi anh em, hợp kim thấy cũng còn ok lắm ha. Đó, nó bị mòn một số lưỡi. Con lưỡi nó bị mòn 2-3 me chứ nó không có bị mẻ anh em, nó cắt nhiều quá nó bị mòn á. Đây, như cái lưỡi này nè, nó mòn nhẹ nè ha. Đó. Rồi anh em mua lẻ thì 300 ngàn một lưỡi nha. Anh em mua hết 3 lưỡi 750 ngàn. Đó. Chuyển khoản đủ bao ship luôn nha. Còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em ha. Rồi anh em mua liên hệ em nha.